Chào mừng các con đến với tiết học ngày hôm nay. Hôm nay, cô trò chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu bài mỹ thuật lớp 3, bài 28, vẽ trang trí, vẽ màu và hình có sẵn, một tiết. Ở bài học này, các con cần chuẩn bị màu vẽ. Mục tiêu bài học: giúp học sinh hiểu biết hơn về cách tìm và vẽ màu. Học sinh vẽ được màu theo ý thích, vào hình có sẵn, có đậm nhạt. Học sinh yêu mến thiên nhiên. Các con cùng quan sát, nhận xét. Các con hãy quan sát hai hình ảnh sau và trả lời câu hỏi: hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong hai bức tranh là gì? Ở hình ảnh thứ nhất, hình ảnh chính là lọ hoa và những bông hoa sen. Hình ảnh phụ là chiếc bàn và màu nền. Ở bức tranh thứ hai, hình ảnh chính là con rùa. Hình ảnh phụ là những con cá, mặt trăng, rong rêu và nước biển, đúng không nào? Khi các con đã tìm được hình ảnh chính và hình ảnh phụ trong bức tranh chúng mình cần vẽ màu vào, thì các con sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách vẽ. Các con có thể vẽ màu vào một bức tranh có sẵn theo 3 bước sau. Bước thứ nhất, vẽ màu vào hình ảnh chính. Bước 2, vẽ màu vào hình ảnh phụ. Bước 3, vẽ màu nền. Thời gian thực hành của các con, nội dung thực hành: con hãy vẽ màu vào hình có sẵn trong vở tập vẽ lớp 3, trang 43. Các con lưu ý, khi vẽ màu, các con hãy chọn màu và đặt những màu có đậm, nhạt, nóng, lạnh cạnh nhau. Vẽ màu cần vẽ màu kín hình, đậm màu không lem ra khỏi hình.
để màu sắc của chúng ta đẹp hơn. Sau khi hoàn thành bài vẽ, các con hãy chia sẻ cảm nhận về bài vẽ của mình với mọi người trong gia đình. Cô gợi ý cho các con bằng hai câu hỏi sau. Khi vẽ màu, các con cần chú ý điều gì? Con có hài lòng về bài vẽ của mình không? Bài học hôm nay của chúng mình đã kết thúc rồi. Các con cùng nghe dặn dò bài sau, bài 29, vẽ tranh tĩnh vật, lọ và hoa. Các con hãy chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy, mẫu vẽ là lọ và hoa. Tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con trong những bài học sau.